Ok, hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mận Gamer. Yeah. Ok, xin chào anh em. Thì video lần trước á, Mận đã hướng dẫn cho anh em cách tải và cài game cũng như là chúng ta mod cái map Việt Nam chuyển cái tiếng Anh trong game sang tiếng Việt trên cái tựa game là Best Simulator Indonesia. Đó, thì Mận đã giải đáp một số thắc mắc cho anh em. Thì hôm nay á, Mận sẽ tiếp tục gửi đến cho anh em một cái video clip hướng dẫn cho anh em cách mod skin xe cũng như là chúng ta mod chiếc xe khách Taco Mobi Hum vào trong cái game Bus Simulator. Đó, thì chúng ta đã có cái map Việt Nam rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mod thêm cái chiếc xe khách Việt Nam và chúng ta sẽ mod thêm cái kinh xe đó, chẳng hạn như nhà xe Phương Trang nè, nhà xe Xuân Tùng nè, nhà xe Phúc An nè, Hoàng Gia nè, vân vân. Đó, thì hôm nay mình sẽ để dành một chút thời gian hướng dẫn cho anh em. Thì đúng lý ra thì ngày mai mình mới làm cái video hướng dẫn lận, nhưng mà do ngày mai mình có việc, mình đi công tác, mình không có ở nhà, cho nên hôm nay buổi tối mình còn ở nhà thì mình dành một chút thời gian làm cái video hướng dẫn cho anh em, để anh em có cái có, chúng ta hoàn thành xong cái game, chúng ta có cái chúng ta trải nghiệm vào cuối tuần ấy, ngày thứ bảy những anh em ở nhà thì chúng ta có thể trải nghiệm nó hoàn thiện hơn ấy. Thì anh em nào mà xem video của Mẫn mà cảm thấy nó hay và hữu ích, anh em nhớ chia sẻ cái video của Mẫn đến những cái bạn mà chưa biết để giúp cho những bạn đó có thể thực hiện được. Anh em nào mà xem mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ để lại một đăng ký kênh ủng hộ Mẫn nha. Thì đăng ký kênh tương tác ủng hộ giúp Mận có thêm động lực để làm video ra để phục vụ nhu cầu giải trí cũng như giải đáp thắc mắc cho anh em chúng ta. Ok, không làm mất thời gian của anh em nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu anh em nha. Ok anh em, chúng ta tiếp tục làm việc trên cái con smartphone đời cũ của Mận nha. Ok, thì Mận nhắc lại một chút về cái video lần trước. Thì lần trước là Mận đã hướng dẫn cho anh em cái cách giải nén, tại vì Mận thường là Mẫn sẽ dạ nén một cái file RAR ở trên trong Google Drive để cho anh em download nó nhanh hơn, nó không có mất thời gian của anh em hơn. Thì để trên cái điện thoại Android của chúng ta mà có thể giải nén được thì anh em nhớ cài cái phần mềm là Zachiever nha anh em nha. Anh em nào mà chưa cài thì nhớ phải cài cái phần mềm là Zachiever rồi chúng ta mới tiếp tục cái video anh em nha. Anh em có thể là vào trong Google Play nè, anh em vào trong đây anh em bấm vô cái phần mềm là Zachiever này đấy. Nó sẽ có đấy, nó sẽ ra cái phần mềm này. Giờ anh em nào mà chưa cài thì chúng ta cài nha. Đó, sau khi cài xong rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm tiếp tục anh em nha. Ok, thì sau khi đã cài xong rồi đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Đầu tiên á, anh em sẽ vào trong cái phần là YouTube. Đó. Anh em lên YouTube nha, anh em tìm đến cái kênh của Mẫn nha, là Nguyễn Mẫn Gamer anh em nha. Đó, anh em chịu khó vô cái kênh Mẫn nha. Sau đó anh em kéo xuống cái video lần trước của Mẫn làm là hướng dẫn tải game Best Map Việt Nam Việt hóa tiếng Việt trong Best Simulator đó, anh em click vào trong cái video này đó. Sau đó anh em vào trong cái mũi tên ở dưới này, anh em cái mũi tên phía bên phải chúng ta, cái mũi tên mà để cho chúng ta mở phần mô tả lên đó, thì anh em kéo xuống anh em sẽ thấy một cái dòng là tải xe khách Taco Mobi Hum 2018 với lại là tải kinh xe Xuân Tùng, Phương Trang, Phúc An, Giáp Diệp với lại Hoàng Gia đó. Anh em sẽ tải lần lượt hai cái này về. Đầu tiên đó, chúng ta sẽ tải cái Taco Mobi Hum về ha. Chúng ta bấm vào. Đấy, sau khi click vào á thì á, nó sẽ qua cái file. Nó có hai cái link nha anh em nha. Đó, thì chúng ta cứ click vào trong đây, chúng ta tải bình thường thôi anh em. Chúng ta click vào đây tải. Đó. Chúng ta vào, chúng ta được có mở cái file lên nha anh em ha. Chúng ta tải bằng cái file là quản lý file cho bạn nha. Chúng ta bấm vô quản lý file. Đấy, thì cái quá trình tải nó cực kỳ nhanh luôn, tại hai này nó không có bao nhiêu đó. Cho sau khi tải xong nó sẽ hiện ra cái này. Thì anh em đừng bấm xuất gì đó, em cứ bấm tiêu hủy cho Mẫn nha. Ok, chúng ta đã có được một cái file rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại trên YouTube nha. Đây, chúng ta quay lại trên YouTube và chúng ta tiếp tục tải cái file là tải kinh các nhà xe Xuân Tùng gì đó, chúng ta tải về luôn anh em nha. Đó, ở đây nó có là kinh các nhà xe mà nó để là nó cứ bấm vô cái mũi tên này chúng ta tải bình thường thôi. Đó, chúng ta cũng vào cái phần quản lý file luôn. Nó tải rất là nhanh anh em ạ, nó tải cực nhanh luôn, nó không có phải mất thời gian của mình nhiều. Đó, tại cái này rất là nó nhẹ lắm.
đó, nó cũng kêu mình xuất file gì đó, anh em đừng có xuất gì đó, đừng có xuất nha, nếu anh em xuất là nó sẽ bị lỗi, anh em sẽ bấm chữ hủy nha. Ok, hiện tại là chúng ta đã có xong, chúng ta có đồ chơi đó anh em, đó chúng ta đã có xong phụ kiện để chúng ta chơi đó, bây giờ chúng ta mới bắt đầu chơi nè anh em. Ok, chúng ta đầu tiên là để chúng ta được mod đó, chúng ta nhớ là vào cái phần này nha, đó. À, khi mà anh em tải xong hai cái file đó, anh em nhớ vào vào trong đây nha, anh em nhớ vào Google Drive nha, cái phần Google Drive nè, nó sẽ nằm trên Google Drive của mình. Đây, cái file là xe Taco Mobihum và kinh Taco, anh em click vô trong cái ba dấu chấm bên đây nè, click vô, anh em kéo xuống và bấm chữ tải xuống nha. Đó, chúng ta nhớ là bấm chữ tải xuống nha, tại khi mà chúng tải xong nó sẽ vào Google Drive chứ nó chưa vào trong cái file của chúng ta để ta có thể mod được. Chúng ta cần phải chuyển từ Google Drive qua cái file quản lý file chúng ta mới mod được. Đó, anh em chờ đi xíu thì cái phần mà nó tải về rất là lẹ luôn, nó không có mất thời gian của anh em nhiều đâu. Cái này là vẫn đã tải rồi mà vẫn xóa đó, vẫn xóa vẫn làm lại cái video để cho anh em coi đó. Ok, đây chúng ta tiếp tục tải cái kinh xe Taco Mobihum về luôn nha, chúng ta làm luôn một lượt để chúng ta để mất công chúng quên đó. Cái nhà xe Taco này anh em đó, ok chúng ta tải xong hết bằng tất xong rồi đó. Ok, chúng ta bây giờ vẫn sẽ vào game thử nha, vào game thử cho anh em thấy là hiện tại là vẫn chỉ có mới được mod được cái map Việt Nam thôi, chứ chưa hề là có chiếc xe cũng chưa hề có skin gì trong hết. Thì em thấy là mặc định á, thì trong cái game á nó sẽ là cái kinh kinh của cái chiếc xe mà hôm trước vẫn mod vào á, thì em biết mặc định chiếc xe đó chứ nó chưa có xe Taco Mobihum cũng như chưa skin nè, nó có cái xe này thôi. Chúng ta vào nhà xe nè, chúng ta thấy nè, đó đây là chiếc xe mặc định trong game nha, chiếc xe là do hồi đó vẫn chạy cũng cỡ mấy tháng á, cày dữ lắm mới mua được á, còn giờ anh em hắt tiền cái đã lên nè đấy. Đó thì chiếc xe của Mẫn đó đó, còn thì chiếc xe mặc định đó, có nhiều anh em mod vô xong chạy nói ủa sao chiếc xe này xấu quá, thì hôm nay Mẫn sẽ hướng dẫn anh em cách mod ha. Ok, chúng ta thoát ra nha anh em nha, chúng ta chưa có xe, chúng ta nhớ là chưa có xe gì hết, chúng ta thoát ra. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu mod xe nè anh em, chúng ta vào trong chúng ta bắt đầu sử dụng cái phần sử dụng cái chỗ quản lý file là Jack Driver nè, cái là nãy Mẫn kêu anh em download đó, chúng ta click vô. Đấy, trong đây chúng ta bấm vô cái phần download nè, cái phần download nè, anh em có thể kéo lên kéo xuống tìm đến cái mục download nha, tức là list vô mục download. Trong phần download này đó anh em sẽ thấy nó sẽ có cái gì đây, xe Taco Mobihum.rat và kinh xe Taco Mobihum, anh em biết không, anh em sẽ mod xe trước, anh em sẽ list vào xe Taco Mobihum.rat, em list vô, anh em cần list nhẹ cái tay vô thôi à, list nhẹ vô thôi đừng đè nha, list vô thì nó hiện lên cái phần giấy nén, anh em bấm cái chữ phần giải nén nè, giải nén tại đây, bấm vô giải nén tại đây nha, đó nó giải nén rất là lẹ. Ok, sau khi mà giải nén ra xong rồi đó, chúng ta sẽ có hai cái file là Taco Mobihum ghế ngồi và Taco Mobihum giường nằm đó, anh em list là cái khúc này thì anh em mới đè nè, anh em đè vô đó, anh em sao chép, bấm chữ sao chép nha, sau đó chúng ta chúng ta chọn cái phần là BU gì đó, B-Sheet gì đó, cái phần này là cái tên viết tắt của cái game Bus Simulator Indonesia đó, anh em list vô, anh em chọn vô file làm mod. Sau khi mod anh em click vô cái phần này nè, cái dấu cái mũi cái chấm chấm này nè, nó sẽ xuống này nó có chữ dán nè, em bấm chữ dán vô đó là chúng ta có là Taco Mobihum ghế ngồi, là chúng ta đã có được cái chiếc xe ghế ngồi trong game rồi đó anh em. Ok, bây giờ chúng ta ra chúng ta lấy thêm chiếc xe giường nằm nữa nha, cũng vào cái phần download đấy, vào cái mục là Taco giường nằm chúng ta đè luôn nha, chúng đè luôn đó, đè luôn nó hiện chữ sao chép nè, anh em bấm chữ sao chép, xong chúng ta cũng đi ra, chúng ta đi ra chúng ta vào cái file bus sheet này, chúng ta vào file mod rồi chúng ta bấm vô đây, chúng ta dán. Ok, chúng ta đã có được hai cái chiếc xe nè anh em, là Taco mua em ghế ngồi, Taco không chịu nằm. Ok, mở xe vào game để cho anh em thấy được là mình đã mod thành công chưa nha, chúng ta vào lại game nha. Nó hơi lâu quá là tại vì nó đang đó anh thấy không, nó lâu là để nó load cái dữ liệu chúng ta đó. Chúng ta vừa mod xong nè, chúng ta có được chiếc xe Taco nè anh em, đây là chiếc xe Taco ghế nằm nè, nó biết không, cái ghế là ghế nằm nè đó, nó nằm xuống nè, nó biết không đó, chúng ta có thể vào nhà xe nè, chúng ta kiểm tra thử nha, đây là Taco ghế nằm, chúng ta list qua đây nè, đây là chiếc xe mặc định nè, list qua nữa nè,
chiếc xe trong game nè, lít qua nè. Đó, nó đang lót chiếc xe khá xe Taku ghế ngồi đấy đó anh em thấy không, đây là chiếc ghế ngồi của chúng ta đấy, cái ghế nó là ghế ngồi vậy nè anh em thấy không, đó ghế là ghế ngồi đó không, còn mình qua đây nữa là đây nè ghế ngồi, nó hơi bị lắc cái chiếc xe ghế ngồi thì lúc nó lót vô nó sẽ hơi lắc đó anh em thấy không, ghế ngồi chúng ta, còn bên đây là chiếc xe giường nằm đó anh thấy không. Một cái ghế ngồi cái giường nằm thì anh em thích cái nào thì mình dùng cái đó thôi anh em, mình thích nào thì mình chơi đó thôi chứ không có gì hết trơn á đó. Hiện tại là mình đang chọn rồi, còn anh em thích chọn ghi thì mình thích chọn cái xe ghế ngồi thì mình bấm ghế ngồi mình sử dụng nha. Ok hiện tại mình đã chọn cái chiếc xe giường nằm rồi, tại mình thích nằm thôi chứ không thích ngồi đó. Đó mình đã có chiếc xe, bây giờ mình có thể vào game mình chạy bằng chiếc xe này được rồi đó anh em, vẫn chạy được rồi, nhưng mà mình chưa có thể nào, mình chưa có kin xe thì phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em mod kinh xe nha. Bây giờ anh em cứ thoát ra game nha, chúng ta thoát game ra. Ok bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần là mod kinh xe, nó cũng rất là dễ luôn anh em, bấm vô cái phần này tiếp là chúng ta vào lại cái phần này nha. Đây chúng ta vào lại cái phần này, chúng ta cũng vào phần download luôn. Sau phần download đấy hồi nãy là cái này có rồi đúng không, chúng ta vào phần này xe Taco Mobile chấm rát là cái hồi nãy mà Mẫn kêu anh em tải về đó, anh em bấm con click vô cái nó kêu là giải nén tại đây, mình cũng giải nén luôn anh em nha. Đó hồi nãy mình có giải nén rồi mà bây giờ mình cứ áp dụng mình ghi đè mình thay thế luôn tại mình làm cho anh em coi mà. Ok sau khi mà mình đó, sau khi mà mình đã giải nén ra cái chiếc xe là ê ê mình nhầm rồi, mình phải giải nén là kinh xe nha, nãy mới nhầm cái này mới quên. Đợt, mình đang mất kinh mà muốn quên anh em thông cảm, thì mình biết là kinh nè, mình bấm vào phần giải nén nè hàng gì đó, thì sau khi giải nén xong rất là nhanh luôn anh em, sẽ có một cái file là kinh xe Taco Mobihum đấy, trong đây bọn đã có để là nhà xe Giáp Việt nè, Hoàng Gia nè, Phúc An nè, Phương Trang nè, kinh xe Phương Trang Cần Thơ nè, Xuân Tùng nè, vẫn có một vài cái kinh như vậy chia sẻ cho anh em thôi, còn anh em nào mà có ấy thì khi sưu tập trên mạng thêm nha. Ok thì như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc mà mình mod skin rồi đó, thì add skin như thế nào thì vào game mình sẽ chỉ tiếp nha. Bây giờ chúng ta vào game lại nha, vào game đấy, nó đang load dữ liệu lại đó đây anh em. Đó là repair nè anh em, đang repair là tức là đã thành công rồi đó. Ủa, đây là cái chiếc xe giường nằm của chúng ta đúng không, hồi nãy chúng ta đã móc được chiếc xe giường nằm rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái chúng ta có thể add cái skin vô bằng cách là anh em vào cái phần là bên đây, anh em vào cái menu bên tay trái đó, anh em vào cái phần là nhà xe cho Mẫn nha, nhà xe, nhà để xe, trong cái nhà để xe đó anh em sẽ click qua cái phần mà có cái ô này, cái giống như kiểu là cái hộp tô màu á, click vô đó, thì trong cái hộp tô màu này nó sẽ hiện ra một cái tải xuống mẫu nè, mình là mình đã tải rồi thì mình sẽ vào cái phần là duyệt kinh cho mọi người nha, duyệt kinh nè, mình duyệt nha đấy, trong phần duyệt kinh anh em vào trình quản lý tệp, trong trình quản lý tệp anh em vào cái phần download hồi nãy á, cái phần download nãy mà mình làm trong cái file kinh đó, mình bấm chữ download nè, nó sẽ có là kinh xe Taco Mobihum anh em thấy không đó, mình sẽ bấm vào kinh xe, bây giờ mình sẽ chọn cái nhà xe mình thích thôi, ví dụ như mình chạy cái chiếc xe là Giáp Diệp đi, Giáp Diệp để cho anh em coi đi, là mình đắp Giáp Diệp đó là xong thôi anh em, đấy là mình đã có được cái chiếc xe Giáp Diệp bên này đúng không, ok chưa em, bây giờ mình chỉnh một tí xíu qua. Ok đó mình đã có, à quên anh em nhớ nha, sau khi mà mình duyệt kinh á, mình đã chọn cái kinh nè, mình vào đây mình chọn cái xe Giáp Diệp rồi đó, thì nó mình phải bấm chữ áp dụng nha, mình bấm áp dụng, nó kêu mình một là anh em có thể chọn cái cách là tốn tiền, còn hai là anh em có thể miễn phí, mình đi miễn phí đi, tiền mình ít quá mình nghèo mà, mình đợi mười mấy phút đó để mình tắt cái này đi. Đấy mình tắt đi đấy,
Vậy là mình đã có được cái nhà xe dắp dịp mình anh em đó. Sau khi đem duyệt kinh rồi nhớ mình sẽ coi nha, mình coi xong mình mới thoát ra nha đó. Mình có cái nhà xe dắp dịp nè đó, chiếc xe dắp dịp này, bến xe Cà Mau gì đó, Phương Trang, Cần Thơ nè em thấy không đó nè đó. Anh em muốn xe nào thì em cứ bấm vào phần duyệt kinh nè, rồi chúng ta vào cái phần là trình quản lý tiệp nè đó đúng không đó. Mình sẽ chỉ lại một phần nữa cho anh em rõ nha, vào phần nhà để xe nha đó. Sau đó chúng ta chọn vào cái phần ô này nè đó, chúng ta vào duyệt kinh nè, chúng ta vào phần trình quản lý tiệp nè đó, chúng ta vào phần download và chúng ta chọn kinh xe. Ví dụ như mình chọn cái nhà xe là Phương Trang đi, mình thử là Phương Trang cho em coi nha. Phương Trang đó, nó chơi chúng ta có nhà xe Phương Trang là chúng ta sẽ coi trước nè đó, chúng ta có nhà xe Phương Trang nè, công ty Phương Trang này mới thấy không đó, có nhà xe Phương Trang chúng ta chạy rồi đó. Nhà xe Phương Trang bến xe cũng là bến xe Cà Mau nè đó. Anh em có thể là áp dụng nè, áp dụng nhà xe Phương Trang vô, áp dụng vô đó. Nên mình cũng chọn miễn phí, nên mình nghèo quá mà mình không có tiền anh em ơi. Thấy mình chịu khó chờ vài giây mà mình đỡ tốn 15 vip anh em, 15 RB đó. Ok xong rồi đó, là mình đã có nhà xe Phương Trang rồi anh em đó, ok chưa đó. Hoặc là anh em có thể vô duyệt kinh nè, em bấm vô thư viện thiết bị cũng được, vô đây nó sẽ hiện ra cái phần hồi nãy mình mới tải về nè đó. Thì nếu mà có kinh thì mình ép vô đây, còn không có thì thôi đó. Thì anh em cứ làm như Mẫn nó vào phần duyệt kinh đó, và chúng ta vào cái phần này là xong. Ok bây giờ là chúng ta đã có được chiếc xe khách Phương Trang rồi anh em ạ. Có được xe khách Phương Trang rồi đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ chạy thử đoạn coi nó như thế nào ha. Chúng ta vào bằng chế độ miễn phí nè đó. Bây giờ chúng ta chọn cái hành trình của chúng ta. Bây giờ Mẫn thử đi đi từ đâu ta, Mẫn đi Hà Tĩnh nha. Mẫn đi Hà Tĩnh ra cái chỗ này đi, chỗ này là cái chỗ nào Mẫn cũng biết nữa, nhưng mà đi từ Hà Tĩnh đi đó. Mẫn đi từ Hà Tĩnh nó ra cái chỗ này đó. Bây giờ mình sẽ bấm xuất phát. Đó vậy là chúng ta đã có được cái chiếc xe khách Việt Nam cộng với cái kim Phương Trang nữa. Em có thể chọn được cái địa điểm bất kỳ ở trên map rồi em chạy thôi. Ok nó đang load vào game anh em nha. Chúng ta tới đây là chúng ta thành công rồi đó anh em. Đấy anh em không nè, chúng ta đã có được chiếc xe khách, gọi là chiếc khách Phương Trang cho chúng ta đây này mà. Đây nè thấy không, mình thử cho em coi nha. Nè, chúng ta sẽ chạy một đoạn nha. Đấy. Đấy, xe Phương Trang ra bến đi bà con ơi. Đó, Phương Trang ra bến nha. Em thấy không? Đó, Phương Trang ra bến nè. Đó. Thấy không? Đó. Ok chưa? Đó, vậy là chúng ta đã có được cái chiếc xe khách Phương Trang rồi nè anh em. Anh em có thể nhìn nè. Đó, có chiếc xe Phương Trang nha. Đó, Phương Trang bến xe Cà Mau đàng hoàng. Ok đó, anh em không? Là có nước mía nè. Đó, mình có thể mình xuống mình uống nước mía. Rồi uống nước mía xong mình đi. Đó, mình có thể uống nước mía mình đi ha. Mình xuống mình uống nước mía đi. Mình mở ra luôn. Đó, mình đi xuống nè, mình chạy lên. Đấy anh em. Đó nước mía có 5 nè, đó mình xuống mình uống nước mía nè anh em đó không nè. Ơi nước mía có nhiêu đâu, nước mía có 4.000 đồng một ly thôi, mà mua 5 ly còn tặng ly nữa là quá rẻ, kiểu như là cho vậy đó anh em. Đó thì là mình đây, chiếc xe cũng là đẹp chưa, đó chiếc xe khách Phương Trang nè đó, nhà xe Cà Mau nè. À, chúng ta lên Mẫn lên Mẫn mở đèn cho coi thử nha. Ok chúng ta thử mở cái đèn lên xe nha. Đó mấy đâu nè, cái đèn xe nè, cái đèn hồng 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 nè đó. Chúng ta mở ra chúng ta coi chiếc xe này nè đó, chúng ta có cái đèn đèn led rồi nè anh em. Này buổi tối là chúng ta chạy là có cái đèn led nè, màu hồng hồng nè đó, đẹp chưa. Chúng ta mới mở cốp xe lên nè đó, thấy không, chúng ta có được nè đó, cái đèn hồng đèn led chúng ta chạy xe rồi các kiểu đó. Chúng ta xuống xe nè, điện thoại mở thì nó hơi lắc tí xíu. Điện thoại anh em là mà mượt mượt chơi game này rất là ok nha.
đó nè, nhìn ra là cái bảng rất là cái ấy luôn nha, nó Vịnh Phúc gì đó, Thành phố Hồ Chí Minh nè anh em, nó có mì Hậu Hảo nè, rồi có dưa hấu đó, rồi ok đó. Rồi anh em nào mà rảnh rảnh thì ghé trong đây uống nước mía nha, có 4.000 ly rồi, tiết kiệm chi anh em ơi. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc là hôm nay mà đã hướng dẫn cho anh em xong cái việc là chúng ta mod được cái chiếc xe Thaco Mobi Home 2018, cả ghế ngồi và cả giường nằm luôn. Thì anh em nào mà thích giường nằm thì chúng ta sẽ chọn giường nằm ở Như Mẫn, còn anh em mà thích cái ghế ngồi thì chúng ta sẽ chọn ghế ngồi, chúng ta trải nghiệm nha. Thì cái kinh xe này nó sẽ dùng được cho cả hai nhà xe luôn đó, thì anh em sử dụng cái kinh xe con Mẫn này sẽ sử dụng được cả hai cái nhà xe luôn, anh em có thể muốn nhà xe nào cũng được hết. Vậy là Mẫn đã hướng dẫn cho anh em xong hai phần chính của cái game này, giúp cho anh em có thể trải nghiệm được ba hai cái video. Thì anh em nào mà chưa biết cách cài game như thế nào đó thì anh em nhớ coi lại video lần trước của Mẫn ấy, còn anh em nào mà đã coi video trước giờ và muốn cài sim xe và skin thì anh em hôm nay Mẫn làm cái video để hướng dẫn cho anh em luôn ấy. Thì ngày mai là Mẫn đi công tác rồi cho nên sẽ không có ở nhà để mà làm cũng như làm skin với là giải đáp thắc mắc được cho anh em. Thì hôm nay Mẫn tranh thủ buổi tối thứ sáu vẫn còn ở nhà nên tranh thủ chút thời gian ra để làm cho hướng dẫn cho anh em luôn, để mà có một cái game nó là hoàn chỉnh, nó có được cái map Việt Nam, có được xe khách Việt Nam, kinh Việt Nam, để chúng ta có thể chạy được chung với mấy trên được cái map Việt Nam trải nghiệm vào cuối tuần ngày thứ sáu và thứ bảy. Ok, thì anh em nào mà cảm thấy video cũng vẫn hay bổ ích thì nhớ chia sẻ những cái video này cho những cái bạn nào mà chưa biết làm như Mẫn nha. Đó. Còn anh em mà có thắc mắc hay là muốn Mẫn tiếp tục hướng dẫn làm cái gì đó anh em đang muốn làm thì anh em nhớ lại để lại những cái bình luận ngay ở phía dưới cái phần mô tả ở phần phía dưới của video, thì Mẫn sẽ vào Mẫn đọc và Mẫn sẽ cố gắng nghiên cứu cũng như là giải đáp thắc mắc cho anh em, cũng như là giúp anh em chúng ta có một cái trải nghiệm được cái game nó hay hơn, có nhiều phụ kiện, nhiều đồ chơi hơn. Ok, thì hiện tại thì Mẫn làm thì cũng 10:20 rồi, thì chắc là Mẫn xin bye bye anh em để chuẩn bị đồ ngày mai đi công tác, chắc là tới tối, hình như tối chiều chiều chủ nhật mới về lận đấy. Thì anh em nào mà cứ coi cảm thấy thắc mắc hay không làm được thì cứ để lại bình luận, thì Mẫn sẽ rảnh lúc nào Mẫn vào Mẫn coi lúc đó để Mẫn hướng dẫn anh em. Anh em nào mà không làm được thì cứ PM qua Facebook, thì Mẫn thấy có rất là nhiều anh em PM qua Facebook cho Mẫn á đó, thì anh em là cứ PM qua Facebook thoải mái thôi, Mẫn rảnh thì Mẫn sẽ lên đọc và trả lời cho anh em. Ok, anh em nhớ đăng ký kênh của Mẫn nha, ủng hộ để cho Mẫn có nhiều động lực làm những video tiếp theo để phục vụ cho anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Thì ở cái video lần sau á thì chắc là Mẫn sẽ đợi anh em coi thử thắc mắc gì Mẫn sẽ làm tiếp, còn không thì Mẫn sẽ trải nghiệm một vài cái nhà xe để cho anh em tham khảo cho anh em thấy ha. Ok, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Bye bye. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích, kéo xuống dưới, nhấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh. Nhớ like và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.